Chào mừng các bạn trên kênh của Super8T. Và hôm nay á, là mình sẽ làm video về một chủ đề, đó là chủ đề ẩm thực. Và ẩm thực đó là ẩm thực sáng tạo cho mình nghĩ ra. Và hôm nay là ẩm thực mà hôm nay mình sẽ làm, đó là làm một món mì sầu cây tự làm ở nhà. Món mì cây á, là cái mì sầu cây á, là thường thường có trong mấy cái loại mì Hàn Quốc á, nhưng mà các bạn có thể tự làm ra mì mì sầu cây cho mình ngay ở nhà luôn, rồi với một gói mì thông thường thôi. Cái bước này khá là đơn giản đối với các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho các bạn biết và mà làm đó. Trước khi bắt đầu mình làm video á, các bạn hãy để lại like, share, sub kênh và ấn nút chuông để tạo thêm nguồn động lực cho mình làm những video tiếp theo, và cũng như là kênh Đại Vương Tế Tê Vlogger của mình. Hiện giờ thì kênh mình vẫn chỉ đạt được 2 người đăng ký thôi, cho nên các bạn hãy ủng hộ kênh mới của mình thật nhiều nha, cũng như là kênh Super Tế Tê Channel Trương của mình đó các bạn nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho các bạn làm. Ok, mình đã chuẩn bị nguyên liệu rồi. Giờ mình sẽ nói ra những nguyên liệu sau đây để cho các bạn làm. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một hộp mì cây. Đặc biệt á, là các bạn nên lựa mì cây á, có lẽ bởi vì mì cây á, là mấy hộp mì cây á, thì đa phần toàn là đều có những gia vị cây họ phù hợp với lại việc làm mì xào cây cho các bạn đó. Và một thứ nữa để tăng thêm sự kích thích cho giữa các bạn là ớt, chắc chắn là phải có rồi. Mình ở đây bốn cái rồi. Bạn nào mà thích ăn gia vị cây á, thì bạn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng mà các bạn đừng lấy quá nhiều đó. Nếu không ai là lửa bạn không thể chịu được nổi đâu. Đó, 4 ớt như đây là đủ rồi. Tiếp theo là một hũ sa tế nè, ớt nữa. Đó, để cho cái việc làm nên cho cái việc làm mì cây rồi với lại ớt nó dễ hơn nè. Đó. Giờ vì đầu tiên mà chắc bạn cũng biết đó, đó là đầu tiên là phải cho từ phải đun nước sôi xong rồi đổ vô đây, cuối cùng là đổ nước hết vô đây để làm cho cái sợi mì á nó được nở ra, nó nở ra. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nước ngay nha, nấu mình cho một tí, sau khi xong á mình sẽ quay trở lại. Ok, trong khi chờ nước sôi là mình sẽ làm cái bột ớt để cho các bạn làm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉ cho các bạn làm. Đầu tiên là các bạn lấy một cái gói gia vị bột bột ớt đó nha, mình nhớ bột ớt á. Mình sẽ đổ ra các bạn coi. Đây. Cái này hơi lâu ha, cái này mình rắc cái này hơi lâu á. Dạ mình cho các bạn cho mình tí nha, rắc tiếp. Cũng rồi
Rồi tiếp theo là mình rồi sẽ cắt tóc ra. Rồi mình nói như nhỏ cắt ra xong rồi. Bây giờ mình sẽ khuấy tiêu lên. Xong xuôi rồi. Rồi mình xong cái bộ ớt này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem luộc mì ra. Ok, mình đã luộc mì xong xuôi rồi. Đây. Đó, mình đã luộc xong xuôi rồi. Bộ ớt nữa xong. Giờ bây giờ đến cái quá bắt đầu đến cái quá trình cuối cùng đó là đem xào mì cay. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nghe luôn. Rồi, ok. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị một cái sa tế nha. Đó. Các bạn cho vào đây. Các bạn chà đều lên 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 mặt cháo này. Chiên luôn. Sau đó các bạn cho bột hết vào ở trong này nè. Cho hết vào đây. Rồi, còn cuối cùng các bạn cho mì vô. Rồi. Cho mì vô đây. Chào được luôn. Đó tiếp sau nghe tiếp sau là thấy hấp dẫn rồi á. Rồi. Còn thiếu sa tế thì mình thêm một chút gia vị sa tế vô nha. Mình cho thêm vào đây. Cái này rất là sao
Rồi, giờ nó xong xuôi rồi. Nó xong xuôi rồi. Đây là món mì xào cây chúng ta xong rồi. Đó, tốt quá trời luôn nè. Giờ bây giờ mình sẽ đem ra thưởng thức xem vị của nó như thế nào, cay hay là nó không cay nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đem ra nè. Xong xuôi rồi. Wow, mình làm quá trời đây. Đó, vị cay á, vị sợ cay á. Đó, nhìn thấy ngon rồi. Em nào, bây giờ sẽ ăn thử nha. Để chuẩn bị nước này để phòng mà hãy mà có cây mình uống. Ăn miệng ăn đi sau đây uống với nước là đúng bạn rất thiệt. Sẽ ăn thử nha. Hãy ở đây. Bây giờ mình ăn thử. Chúng mình ăn cái miếng đầu tiên rồi mình cảm thấy có một vị cay nhẹ nhẹ ở trong miệng trong lưỡi của mình cảm nhận được vậy đó, mình có cảm giác hơi cay cay thôi à. Đó, miếng này có ớt nha. Cho mình xem miếng này là nó mình xem miếng nha. Đúng không? Ngon cái okay, nha. Cảm nhận nó có chút cay miệng hơi cay cay rồi á. Có thể ăn hơi được cay luôn. Quá là cay chưa được đây nó miếng là miếng mà lớn ấy. Mình thấy hơi kỳ kỳ hả? Cây rồi, tôi cảm thấy nó cây rồi. Nếu mà ăn xong á, ba nồi nếu mà ăn miếng đầu tiên nó hơi cay nhẹ nhẹ thôi, dần nó cay, nó hơi cay, cuối cùng mà ăn xong á, cay cực kỳ luôn. Còn đây còn ớt này, trời lớn luôn.
cái luôn gấp đây rất cay luôn các bạn ạ, rất cay cay nhưng mà nó ngon, mình thay cho các bạn luôn cay nào. Đây nó các bạn ạ, các bạn ơi mình sẽ có ăn hết mấy bà ở rồi. Ok, không ăn não nữa. Cay luôn các bạn, thề luôn, rất cay, cay không thể ăn nổi nữa quá. Mình cay hay mình không thể nói nổi luôn á, cay thiệt á, à, người cay nhưng mà rất ngon á. Ok, video này đã kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay hãy để lại like, share, sub và ấn chuông. Ok quá. Xong và ấn nút còn ấn nút chuông á để ủng hộ cho kênh của mình nha. Mình ăn. Ok, không để nói nữa nữa. Đó, ok, cảm ơn các bạn. Bạn nó rất cay luôn á các bạn, các bạn ăn thử đi nó sẽ rất cay luôn. Rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn nha, chúc bạn một ngày tốt lành nha.